Ok, hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định thị trường hàng tuần cùng với em Quốc Cường Ichimoku nha anh chị. Thì lời đầu tiên thì cho em Cường xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe, chúc cả nhà mình có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và bên cạnh đấy, hy vọng là thông qua video ngắn nhận định thị trường cuối tuần cùng với em Cường thì cả nhà mình sẽ có góc nhìn tổng quan về thị trường trong thời điểm hiện tại, và chúng ta sẽ có một cái kế hoạch giao dịch cụ thể và hoàn hảo nhất ở trong tuần tới cả nhà ha. Đó, thì anh chị mình tham gia vào cái video của em Cường thì đầu tiên cả nhà mình giúp cho em Cường để lại những cái lượt like, lượt chia sẻ và bấm cái nút đăng ký kênh nha anh chị. Và bên cạnh đấy thì nếu như mà anh chị mình thấy video của em Cường hữu ích và mang lại cái giá trị cho anh chị mình thì cả nhà mình hãy để lại ở phần bên dưới bình luận những cái trái tim màu tím ủng hộ cho em Cường cả nhà ha. Thì như trên tiêu đề và trên màn hình của em thì cả nhà mình cũng thấy rồi, video này chủ yếu là nhận định về thị trường, xem xét rằng tuần sau chúng ta sẽ có cái rủi ro hoặc là cái cơ hội như thế nào, và từ đấy chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch giao dịch hoàn hảo nhất ở tuần tới nha anh chị. Cho nên là kể cả anh chị mình đang cầm với một cái tỷ trọng tiền mặt cao, hoặc là anh chị mình đang cầm với một cái khối lượng cổ phiếu cao, thì cả nhà mình cũng nên xem thật kỹ video của em Cường, bởi vì cái phong cách của mình là nhận định khách quan anh chị, khách quan cho kể cả người cầm tiền và kể cả cho anh chị mình cầm cổ phiếu. Cho nên là cả nhà mình hãy coi thật kỹ nha anh chị. Và trong video này em Cường sẽ bật mí cho anh chị mình một vài cái cơ hội mà cả nhà mình có thể là kiếm tiền ở trong tuần tới cả nhà ha. Thì ok, đỡ là mất thời gian của cả nhà mình, thì phần đầu tiên chúng ta sẽ tổng hợp lại các cái diễn biến, các cái tiêu điểm nổi bật của thị trường chúng ta trong tuần vừa qua, và sau đấy chúng ta sẽ có những phần nhận định cho tuần tới nha anh chị. Rồi, cả nhà mình bấm like và thả tim giúp cho em Cường và chúng ta bắt đầu cả nhà ha. Rồi, ok. Thì thị trường trong tuần vừa qua, cả nhà mình thấy cũng là một cái tuần giao dịch tăng điểm đó anh chị. Nhìn về cái cây nến tuần là một cây nến xanh anh chị. Thị trường tuy là không đóng được ở cái điểm số cao nhất trong tuần anh chị, tuy nhiên vẫn đủ để đóng một cây nến xanh trong tuần vừa qua. Thị trường chúng ta đối với chỉ số Vietnam Index đóng cực tại cái mốc là 1244,7, và chỉ số VN30 đóng cửa tại cái mốc là 1277,4 anh chị. Thì ở cuối tuần vừa rồi mình có nhận định cho cả nhà mình là cái khả năng, cái tiềm năng mà cổ phiếu trong nhóm VN30 sẽ là những cái nhân tố giúp cho thị trường vượt qua cái vùng cản 1230, nó khá là cao đúng không chị? Anh chị mình có thể là theo dõi lại cái video tuần trước của mình, có cái tiêu đề là VN30 sẽ là nhân tố quyết định cho thị trường trong giai đoạn hiện tại cả nhà ha. Và hiện tại thị trường nó đang đi đúng theo cái kế hoạch là dùng các cái cổ phiếu trụ, đặc biệt là các cổ phiếu VN30, để mà giúp cho thị trường vượt qua cái vùng cản ngắn hạn chính là cái vùng 1230 anh chị. Đó thì theo kế hoạch giao dịch ở tuần vừa rồi cả nhà ha, theo cái kế hoạch giao dịch ở tuần vừa rồi đó thì mình cũng báo với quý anh chị mình trong nhóm cũng như là làm những cái nhận định trong các cái video của mình rồi. Chính là khi mà thị trường tiếp cận về cái vùng 1230 này thì nó sẽ có hai cái phương án xảy ra, thì anh chị mình chờ một trong hai cái tín hiệu này để mà chúng ta xác nhận lại cái kế hoạch giao dịch trong tương lai. Ví dụ như là theo Ichimoku của anh chị, nếu như mà nó vượt 1230 này và trong ngắn hạn retest lại thành công thì VN-Index chính thức kết thúc cái xu hướng giảm trong ngắn hạn anh chị, và nó sẽ tiếp diễn cái đà tăng ở trong cái xu hướng trung hạn. Thì khoảng tầm một tháng của lại đây anh chị, thậm chí là trước khi có cái cú sập khoảng hơn 100 điểm anh chị ha, thì mình cũng liên tục nói với anh chị mình là thị trường chúng ta mặc dù ở trong một cái xu hướng giảm ngắn hạn, nhưng mà
trong trung hạn chúng ta vẫn làm cái kênh giá tăng như vậy, vẫn làm cái kênh giá tăng. Cho nên là cái giai đoạn hiện tại anh chị mình cũng không nên quá lo lắng với thị trường, tại vì cái bối cảnh ở thị trường hiện tại nó khác so với rất nhiều so với các cái năm ví dụ 2022, 2023 anh chị. Ví dụ những cái cú đảo chiều năm 2022, 2023 thì có thể là em Cường báo với cả nhà mình là sell all toàn bộ danh mục, đúng không? Nhưng mà giai đoạn hiện tại mình báo với cả nhà mình là hãy duy trì với một cái tỷ lệ cổ phiếu và tiền mặt ngang nhau. Tại vì sao anh chị? Tại vì trong giai đoạn vừa qua ở thị trường là một thị trường downtrend ở trong ngắn hạn, nhưng mà mình liên tục báo với anh chị mình và chia sẻ với quý anh chị mình là mặc dù thị trường downtrend trong ngắn hạn, nhưng mà cái cú downtrend này nó chỉ là một cái cú cân bằng lại và là một nhịp chỉnh cho một cái xu hướng trung hạn nha anh chị. Đó, ví dụ mà trong thời gian vừa qua anh chị nào mình nắm tỷ lệ tỷ trọng cổ phiếu quá cao thì khi mà nó hồi về 1230 thì anh chị mình cân đối tỷ trọng. Tại vì sao lại là 1230 anh chị? Tại vì 1230 chính là cái vùng cân bằng của thị trường kể cả trong ngắn hạn và kể cả trong trung và dài hạn anh chị. Ở giả sử bây giờ anh chị mình bán cổ phiếu, anh chị mình cân đối cái tỷ trọng ở cái vùng 1230 thì trong các cái phiên giao dịch sắp đấy, sắp tới ngắn hạn anh chị ha, thì để mà VN xác nhận đảo chiều thì VN hoặc là kể cả VN30 nó cũng phải retest lại cái vùng cân bằng này. Đó, cho nên là nếu mà anh chị mình có một cái kế hoạch giao dịch cụ thể như em Cường có đề cập ở tuần vừa rồi là lên 1230, anh chị mình cơ cấu xong rồi anh chị mình chờ cái tín hiệu retest lại 1230, nếu thành công thì cả nhà mình mua lại thì cái sự theo mình đánh giá là cái sự thiệt hại là không có anh chị. Tại vì bán ở 1230 và mua khi mà nó tăng ở 1230 thì cái khoảng chênh lệch giá nó không đáng kể. Cái đó là cái phương án mà mình có khuyên anh chị mình, anh chị nào mình nắm nhiều cổ phiếu thì chúng ta nên làm như vậy. Còn anh chị nào mình nắm cái tỷ trọng tiền mặt cao thì trong thời gian vừa qua mình cũng liên tục nói với cả nhà mình đây. Ở những cái tuần giao dịch mà thị trường đang neo ở cái vùng giá cao anh chị, mình liên tục nói với cả nhà mình là đây, nếu như mà VN yên chị nó rớt khỏi cái vùng 1244 thì xuất hiện một cái cú chỉnh trong trung hạn là về 1180 và 1205, thì nếu như mà nó xuất hiện cái cú breakdown phá vỡ qua 1247 đúng không, thì đối với anh chị nào mình đánh trung dài hạn thì phải chuẩn bị thật nhiều sức mua có thể. Đó, vì khi về cái vùng mua trung hạn anh chị, cái cơ hội nó sẽ rõ nét hơn và cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó sẽ được tối ưu hơn anh chị. Đó, mình liên tục báo anh chị mình mua đúng không, liên tục báo mua và chuẩn bị trước những cái kế hoạch cho cả nhà mình là nếu mà chị mình cầm nhiều tiền thì chúng ta có thể là mua theo cái chiều hướng xuống, và để mà mua full tỷ trọng anh chị thì chúng ta sẽ có hai kế hoạch. Đó, một là nó có cái tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn này. Đó, ví dụ như là phân kỳ hoặc là ao sen cắt mây để mà tham gia tỷ trọng tối đa. Đó, hoặc là nó vượt qua cái vùng 1230 anh chị. Đó, và hiện tại thị trường nó đi theo cái kế hoạch là nó không có kiểm chứng lại cái đáy ngang. À, không có tạo phân kỳ mà nó ngược lại nó hồi chữ V, anh chị em hồi chữ V, thì bây giờ để mà xác nhận chắc chắn là đảo chiều thì chúng ta cần phải chờ nó kiểm chứng lại cái vùng 1225 tới 1230 một lần nữa anh chị. Mục đích kiểm chứng là bởi vì chúng ta cần phải có một cái sự xác nhận là thị trường mới tạo cấu trúc tăng. Cái cấu trúc tăng là gì anh chị? Cái cấu trúc tăng chính là cái đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước cả nhà, và hiện tại chúng ta đang cần chờ cái đáy tiếp theo. Ví dụ cái đáy tiếp theo nó rơi về khoảng tầm cái vùng hỗ trợ 1225 tới 1230 và từ đây thị trường chúng ta bật lên được anh chị ha. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc tăng giá trong thời gian tới, thì chúng ta sẽ kết luận được chính là thị trường chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp downtrend trong ngắn hạn để mà tiếp diễn cái xu hướng tăng trong trung hạn cả nhà ha. Đó, và cũng trùng hợp ở trong giai đoạn hiện tại cả nhà mình thấy là khoảng
tầm 7 7 phiên trở đi anh chị, 7 phiên tới chúng ta cũng có những cái sự thông thoáng nhất định. Giai đoạn hiện tại thì theo mình đánh giá là thị trường để mà tiếp tục tăng điểm anh chị thì nó cũng tương đối là gặp khó khăn, tại vì hiện tại cái vùng mây phẳng là từ 1257 tới cái vùng 126x làm cái vùng kháng cự khá là cứng đối với chỉ số Vietnam Index anh chị. Tuy nhiên nếu như mà index tích lũy ở đây kiểm chứng lại 1225 tới 1220 trong thời gian tới anh chị, đó thì khoảng tầm 7 phiên nữa anh chị, 7 phiên nữa chúng ta sẽ có một cái sự thông thoáng hơn ở cái chiều hướng lên anh chị. Đó thì để mà bổ trợ thêm cho cái góc nhìn của em Cường ha, thì cả nhà mình có thể thấy hiện tại đối với phân tích kỹ thuật phương Tây thì thị trường chúng ta cũng đang neo cái giá quanh MA 50 đó, một cái đường trung bình động về mặt trung hạn một tí anh chị. Đó, và hiện tại cả nhà mình thấy là nhìn về các cái chỉ báo về xu hướng anh chị thì cũng đang có một cái sự dịch chuyển, ví dụ như là về Arun. Arun là một trong những chỉ báo đánh giá xu hướng nó khá là nhạy, nhưng mà chỉ báo nào nó càng nhạy thì nó có một cái độ nhiễu càng lớn. Nếu mà anh chị mình dùng Arun thì hiện tại Arun up nó cũng đang cắt lên Arun down anh chị, thì nó cũng đang cho những cái tín hiệu là có khả năng trong thời gian tới Verni nó sẽ bước vào cái nhịp uptrend mới cả nhà ha. Và hiện tại cả nhà mình thấy nè, sau khi mà cái ADX, đây là một trong cái chỉ báo về xu hướng nó chậm, mà chỉ báo nào mà nó chậm thì nó cho một cái xác suất đúng nó lại cao anh chị. Anh chị mình phải phân biệt nha, trong phân tích kỹ thuật nó chia ra hai dạng chỉ báo, một là cái chỉ báo leading indicator. Leading indicator là những cái chỉ báo nhanh, nó sớm hơn so với giá, nhưng mà bù lại nó nhanh thì nó sẽ nhiều. Còn cái dạng chỉ báo thứ hai chính là cái dạng chỉ báo là lagging indicator anh chị, có nghĩa là chỉ báo chậm. Chỉ báo chậm thì chúng ta hay dùng để mà chúng ta xác nhận một cái tín hiệu nào đấy. Ví dụ hiện tại về cái chỉ báo nhanh là Arun, nó đang cho chúng ta một cái tín hiệu sớm là thị trường có thể là bắt đầu cái nhịp tăng mới tại đây. Nhưng mà để mà xác nhận một cái xu hướng tăng đó thì chúng ta cần dùng cái chỉ báo ADX anh chị. Đó, và hiện tại cả nhà mình thấy là bắt đầu chúng ta có cái tín hiệu là kết thúc cái xu hướng giảm này anh chị. Bắt đầu cái ADX nó cắt xuống 20 rồi, nó đang bước vào một cái giai đoạn là không có xu hướng anh chị. Đó, cho nên là đoạn này cả cả phân tích kỹ thuật phương Tây và phân tích Ichimoku nó đang đồng thuận về một cái vấn đề, chính là thị trường nó cần phải lình xình ở đây, tích lũy thêm anh chị, tích lũy thêm để mà khoảng tầm 7 tới 8 phiên tới khi mà có một cái sự thông thoáng hơn trên cái đồ thị Ichimoku thì thị trường chúng ta nó sẽ có những cái sự bứt phá nó dễ dàng hơn anh chị. Và nếu mà ở trong giai đoạn hiện tại thị trường tích lũy đủ và có một cái sự bứt phá anh chị thì mình đánh giá cái cú bứt phá này nó còn mạnh hơn rất nhiều so với cái cú bứt phá ở đầu năm nay khi mà nhóm cổ phiếu ngân hàng nó kéo. Bởi vì hiện tại xét trên các cái tiêu chí của Ichimoku thì giai đoạn hiện tại thời điểm này, thời điểm tháng 6 là cái thời điểm mà chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn là thị trường nó đang có cái sự cân bằng nhất anh chị. Cân bằng ở đây là anh chị mình để ý này, các cái đường cân bằng nó đang hướng về gần nhau, thì khi mà các cái đường cân bằng hướng về gần nhau anh chị thì nó cho chúng ta một cái dự kiện, chính là thị trường đã có một cái sự tích lũy chặt chẽ hơn. Thậm chí ở khung tuần cả nhà mình thấy đúng không, đầu năm bứt phá anh chị thì thị trường chúng ta khá là xa giao găm tuần, nhưng mà giai đoạn hiện tại thị trường chúng ta các cái giao găm tuần và hai kiếm nó đang ở lại gần nhau hơn anh chị. Nếu mà anh chị mình dùng đồ thị kỹ thuật phương Tây thì cả nhà mình cũng thấy được là cái Bollinger Band trong khung tuần bắt đầu nó bó hẹp lại, nó còn hẹp hơn so với cái giai đoạn đầu năm nay cả nhà ha. Cho nên theo mình đánh giá và mình vẫn giữ quan điểm từ đầu năm tới giờ anh chị, nếu các anh chị mình đã coi một cái video live stream bấm quẻ VN-Index vào mùng 1 Tết, em có làm đúng không, thì mình đều vạch ra những cái kịch bản, những cái giai đoạn mà thị trường có những cái biến động. Và cái biến động trong tháng 4 vừa qua thì cũng nằm trong cái video bấm quẻ đầu năm của em Cường rồi đó. Và mình vẫn tin rằng cái dự kiện là VN sẽ có những cái khoản bứt phá mạnh ở trong tháng 6,
mình vẫn giữ quan điểm đó nha anh chị. Đó, và hiện tại các cái dữ kiện đấy nó vẫn đang đồng thuận và vẫn đang đúng theo cái vận động của thị trường và vận động của index cả nhà ha. Đó, nói tóm lại chính là thị trường chúng ta trong tuần tới là thị trường phải có những cái cú cân bằng lại anh chị, có nghĩa là thị trường nó tăng khoảng hơn 2 tuần rồi, cho nên là cần phải có những cái sự cân bằng lại. Cân bằng ở đây để mà thị trường có những sự tích lũy chặt chẽ hơn, để mà thị trường nó cân bằng hơn. Ví dụ là chỉnh về tầm 1.225 tới 1.230, xong rồi tích lũy ở quanh đấy và đợi tới những cái khoảng thời gian đồ thị có những cái sự thông thoáng nhất về mặt cung cầu. Đó, thì những cái thời điểm đấy là những cái thời điểm mà thị trường chúng ta khả năng cao sẽ có cái sự bứt phá và bùng nổ nhanh dễ. Đó, mình vẫn view là khoảng tầm 7 tới 8 phiên tới là có những cơ hội bùng nổ cả nhà. Còn trong giai đoạn này thì anh chị mình chịu khó nha anh chị. Chúng ta sẽ không mua đổi, tại vì bây giờ chúng ta đang có cái vùng cản ở quanh 1257 tới 1260. Nếu mà anh chị mình mua đổi thì cả nhà mình cũng khá là dễ bị lỗ ngược trong phiên anh chị, mặc dù thị trường nó đang có những sự tích cực hơn. Chúng ta sẽ mua kể cả cái vị thế T cộng, hoặc là kể cả cái việc mà anh chị mình gia tăng để mà chúng ta đánh cho một con sóng trung hạn mới, thì cũng nên mua khi mà thị trường nó có cái sự cân bằng hơn, ví dụ là về 1.225 hoặc là về 1.230. Tại vì nếu mà anh chị mình mua ở quanh cái vùng cân bằng này anh chị, thì giả sử cái kế hoạch chúng ta nó bị sai, chúng ta mua sai ở đây, thị trường nó có xuyên xuống thì nó cũng sẽ cho chúng ta những cái sự retest lại, thì khi đấy anh chị mình sẽ có những cái điểm ra cổ phiếu nó cực kỳ là an toàn anh chị ha. Tại vì chúng ta mua ở vùng cân bằng thì cho dù chúng ta sai thì chúng ta cũng canh lại cái vùng cân bằng để mà chúng ta bán nhanh vậy. Ví dụ điển hình đi, dịp vừa rồi thì mình cũng cho anh chị mình bắt khá là sớm, bắt cũng chưa phải là đúng nhịp. Ví dụ như cổ phiếu Nam Long này, mình bắt ở quanh 38, tại vì 38 chính là cái vùng cân bằng của cổ phiếu Nam Long như vậy. Thì có những cái giai đoạn cổ phiếu Nam Long nó nhúng về tầm 36, nhưng mà nó lại quay lại 38 anh chị, thậm chí nó còn quay lại cái vùng giao găm cân bằng ở 41. Thì mặc dù mình mua ở 38 thì trong ngắn hạn mình bị lỗ xuống anh chị, nhưng mà trong tương lai gần là nó lại quay về cái vùng cân bằng, tại vì cái vùng 38 này, cái vùng cân bằng cổ phiếu đó, một trong những cái chiến lược mình rất là thích khi mà dùng với Ichimoku là mua giao găm, tại vì giao găm chính là cái vùng cân bằng anh chị đó. Hoặc là điển hình đi, một cổ phiếu nó yếu hơn là con DIG anh chị. DIG thì mình cũng cho cả nhà mình mua quanh 29 này, 29.3 này. Nhịp vừa rồi thì mua sai đối với DIG. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì DIG khi mà mình mua ở 29 tới 29.3 thì nó còn ở dưới cái vùng cân bằng. Tại vì cái vùng cân bằng hiện tại của DIG là quanh 30 anh chị. Cho nên là mình vẫn rất rất là tự tin khi mà mua DIG quanh cái vùng giá này. Tại vì cho dù nó có xuyên về tới cái vùng giao găm bên dưới cũng là cái điểm hỗ trợ anh chị, thì nó cũng sẽ quay cái vùng cân bằng để chúng ta có những cái nhịp chốt, thậm chí là chốt lời cả nhà ha. Chưa kể là mình cho anh chị mình mua KDH ở trong cái nhịp giảm vừa rồi ở quanh cái vùng 33 này. Mã cổ phiếu này thì nó sẽ mạnh hơn. Cả nhà mình thấy không? Nó đang quay lên 36, nằm trên hết cái vùng hỗ trợ rồi. Đó, Nam Long, KDH, rồi PDR cũng vậy. Cái vùng cân bằng hiện tại là trước khi chia là tầm 29. Đó, còn sau khi chia là nó bị điều chỉnh giá về 26.2 tới 26.5. Cho nên anh chị mình nắm PDR cả nhà mình lưu ý ha. Thì tuần vừa rồi thì PDR có thực hiện cái việc là chốt quyền phát hành thêm với cái tỷ lệ là 5.5 trên 1. Cho nên là giá cổ phiếu nó bị điều chỉnh xuống nha anh chị. Điều chỉnh kể cả về thị giá và kể cả cái vùng cân bằng cả nhà ha. Anh chị mình lưu ý nha. Tầm ngày 10 10 16 cái gì là bắt đầu có cái thực hiện quyền mua cổ phiếu á, thì cả nhà mình cố gắng là hành động mua cái quyền mua đấy trong vòng 1 tháng nha anh chị, khoảng gần 1 tháng đấy. Để mà chúng ta có những cái mặt lợi thế nhất về giá và về cái giá vốn của chúng ta ha. Tuần vừa rồi thì mình cũng cho anh chị mình mở mua một vài cái cơ hội T cộng, ví dụ như là VIP này thì đang có lời luôn nha anh chị, hoặc là MBS mua quanh 27.7 đang có lời, GVR thì đang ở quanh vùng mua nhưng mà hàng chưa vào anh chị, thứ hai lận đó, hoặc là TNG thì mua hôm thứ sáu, hiện tại cũng đang có lợi nhuận rồi.
Thì hiện tại là nhóm mình đang triển khai kể cả về các cái room tín hiệu nắm giữ về mặt trung hạn và các cái room đánh T cộng anh chị ha. Cho nên là anh chị nào mà mình có nhu cầu về đánh lâu dài hoặc là đánh lướt sóng trading T cộng thì trong nhóm mình cũng đều hỗ trợ được cả nhà mình nha anh chị. Chỉ cần cả nhà mình có một cái tài khoản VBET hoặc là SI hoặc là tài khoản Gem nha anh chị, tài khoản Gem có phát sinh giao dịch, có nạp tiền vào thì cả nhà mình sẽ được hỗ trợ và được tham gia cả hai cái nhóm là nhóm đầu tư trung dài hạn và nhóm tín hiệu T cộng cả nhà ha. Đó, và trên màn hình của mình thì mình đang share những cái đặc quyền ở cái nhóm khách hàng của mình anh chị. Ví dụ mà anh chị mình cần chăm sóc tài khoản 11 thì cả nhà mình có thể là liên hệ trực tiếp với em Cường ha. Với những khách hàng mà có tài khoản lớn chưa biết tham gia cổ phiếu nào, chưa biết phân chia tỷ trọng danh mục như thế nào thì cả nhà liên hệ trực tiếp với em Cường nha anh chị. Thì cái điều kiện thì mình có nói rồi, cực kỳ đơn giản anh chị. Anh chị mình chỉ cần có một cái tài khoản VBS mở ID là BH72, hoặc là sắp tới đây mình sẽ có phát triển thêm một cái ID bên SI anh chị. Ví dụ anh chị mình có tài khoản VBS rồi thì cả nhà mình cũng có thể đồng hành với em Cường thông qua một cái tài khoản SI cả nhà ha. SI nha anh chị. Hoặc là giả sử anh chị mình đã có tài khoản VBS rồi, đã có SI rồi thì một sự lựa chọn thứ ba cho cả nhà mình chính là mở một cái tài khoản Gem anh chị. Gem là một cái tổ chức tài chính, họ cho anh chị mình vay vốn để mà đầu tư cổ phiếu với một cái tỷ lệ ký quỹ là 28 anh chị. Ví dụ anh chị mình đánh phái sinh thì một hợp đồng phái sinh là tầm 4 triệu. Ví dụ anh chị mình đánh cổ phiếu thì được vay với cái tỷ lệ là 28 cả nhà ha. Đó thì anh chị mình có thể là tải cái ứng dụng Gem Trading Stock gắn mã ID của em Cường ở trên màn hình đấy nha anh chị nha. Đó thì rất nhiều phương pháp, rất cái nhiều phương án để chúng ta đồng hành với nhau. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm đồng hành với nhau nha anh chị, để mà em Cường có cơ hội là được hỗ trợ nhà mình được tốt hơn ha. Đó, về thị trường chung là như vậy nha anh chị. Mình vẫn view là thị trường qua tuần tới là một thị trường lình xình tích lũy, cân bằng lại để mà chuẩn bị cho những cú bứt phá khoảng qua tuần tới nữa nha anh chị, 7-8 phiên tới nữa nha anh chị ha. Đó, đó là cái kế hoạch của mình. Mình vẫn chờ thôi. Ví dụ bây giờ để mà xác nhận thị trường đã đảo chiều rồi thì nó cũng cần phải test lại 1-2-20, 1-2-25 tới 1-2-30 như cái kế hoạch mà mình đã đề ra từ trước nha anh chị. Cần phải test lại và chúng ta xác định anh chị nha. Ví dụ anh chị nào mà mình đã mua được cổ phiếu theo cái chiều xuống rồi thì chúng ta cũng phải chờ cái cú retest này để mà chúng ta xác nhận lại cái kế hoạch trong thời gian tới là chúng ta sẽ mua full tỷ trọng nha anh chị ha. Rồi, VN30 cũng tương tự như vậy nha anh chị. VN30 thì nó khỏe hơn so với index. VN30 là nó chui khe đi lên luôn anh chị. Hiện tại thì VN30 đang mất cân bằng, đang có những cái trạng thái khách sạn ở quanh 1238. Tuy nhiên thì bên dưới VN30 chúng ta có những cái vùng mây hỗ trợ, cho nên là mình đánh giá là VN30 vẫn có những cái sự rung lắc, nhưng mà theo mình nghĩ là cái xác suất mà nó về tới cái vùng khách sạn nó cũng không cao lắm anh chị. Nó khả năng nó về tầm một nửa thôi, về khoảng tầm 1255 tới 1260 cả nhà ha. Thì trong cái quá trình mà VN30 nó điều chỉnh thì anh chị mình hoàn toàn cũng có thể là gom cũng như là nhập trước một phần tỷ trọng đối với nhóm cổ phiếu VN30 nha anh chị. Tại vì VN30 trong kiểu hiện tại mình vẫn đánh giá là mạnh hơn so với index. Cả nhà mình nhìn thấy các cái chỉ số về xu hướng này, các chỉ báo về xu hướng này, VN30 nó đang tạo sẵn những cái cấu trúc có khả năng là gặp cái xu hướng tăng trước index nhà anh chị ha. Đó là về VN30. Còn về các cái nhóm ngành thì đầu tiên là về nhóm ngân hàng anh chị. Ngân hàng thì hiện tại nó vẫn đang có một cái sự tích lũy nhất định. Để em mở đồ thị ha. Ngân hàng vẫn đang có một sự tích lũy nhất định anh chị. Tuy nhiên là khoảng tầm cũng tầm 7-8 phiên tới nha, thì khá là nhiều cổ phiếu ngân hàng nó cũng tương đồng với lại thị trường là nó có những cái vùng eo bay ở đây, cho nên là khả năng bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tương đối là cao nha anh chị. Đặc biệt cả nhà mình phải chú ý những con cổ phiếu ví dụ như là ACB, rồi con CTG anh chị, con VIB, hoặc là con MB Bank anh chị ha. Những con cổ phiếu này nó cũng khá là đẹp và trong trung hạn, ngắn hạn chúng ta chỉ cần có những cái tín hiệu cụ thể nhất định thì anh chị mình sẽ có những cơ hội rõ nét hơn với nhóm ngân hàng
nhanh vậy? Những cái tín hiệu, những cái điểm vào của cổ phiếu thì anh em sẽ cập nhật cụ thể trực tiếp ở đầu tiên là zoom tín hiệu anh chị. Cho nên là cả nhà nếu như mà cần nhanh nhất để mà tham gia vào các cái tín hiệu chất lượng theo cái chiến lược của Ichimoku, theo cái kế hoạch giao dịch của anh em, thì cả nhà mình có thể là vào những cái nhóm tín hiệu thông qua các cái phương thức mà hồi nãy em vừa nói ha. Đó, hoặc là trên các cái live stream anh chị. Hiện tại thì tụi em vẫn live stream định kỳ hàng ngày trong giờ giao dịch cả sáng cả chiều trên kênh này luôn nha anh chị. Đó, cho nên cả nhà mình cần hỗ trợ trực tiếp thì cả nhà mình có thể lên live stream, đặt câu hỏi trực tiếp, anh em giải đáp trực tiếp với anh chị mình kể cả trong phiên giao dịch luôn nha cả nhà. Hoặc là nhanh nhất với anh chị nào mà mình mới biết tới em Cường, mới biết tới câu lạc bộ, thì cả nhà mình có thể là vào cái nhóm cộng đồng bằng cách là click vào cái đường link ở bên dưới phần bình luận đó, hoặc là ở phần mô tả, hoặc là anh chị mình quét cái mã QR code trên màn hình của em Cường ha. Để mà chúng ta vào những cái nhóm cộng đồng. Trong nhóm cộng đồng thì tụi em cũng đã phân chia nhân sự trực ở các cái nhóm cộng đồng để mà hỗ trợ quý anh chị mình về các cái câu hỏi điểm mua điểm bán, kháng cự, hỗ trợ xu hướng của các cổ phiếu, cũng như là cập nhật các cái buổi live stream, các cái video phân tích, và hỗ trợ cả nhà mình kể cả trong phiên giao dịch và ngoài giờ giao dịch nha anh chị. Anh chị mình chưa vào những cái nhóm cộng đồng có thể là tham gia các cái nhóm cộng đồng theo các cái hình thức em vừa mới nói nha, quét mã QR code hoặc là bấm vào những cái đường link nha anh chị. Đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đó, tiếp theo là thép anh chị. Thép thì trong tuần vừa qua nhìn về đồ thị của nhóm ngành thì nó cũng đã phủ nhận lại cái nhịp giảm vừa rồi anh chị, đặc biệt là hai mã cổ phiếu chính là con HBG. Nó giảm xong nó phủ định lại cái nhịp giảm vừa rồi anh chị, và trong cái lần phủ định ở cái nhịp giảm này anh chị, thì HBG nó lại quay trở lại cái trạng thái còn tốt hơn so với cái nhịp tăng lần trước. Ở cái nhịp tăng lần trước thì cái sự tích lũy của HBG nó chưa đủ chặt. Ở thời điểm hiện tại HBG nó đã quay trở lại và có một sự tích lũy chặt chẽ hơn bằng cái tín hiệu mà cả nhà mình thấy là hai kiếm nó đang hợp bích không. Đó, giai đoạn này mà HBG mà nó bứt phá đỉnh cổ anh chị, là bứt phá qua cái vùng 31.3 thì thực sự là có những cú breakout về mặt trung hạn nó rất đẹp nha cả nhà ha. Còn về ngắn hạn thì sau cái cú hồi chữ V như vậy thì HBG nó cũng cần phải có một cái sự cân bằng hơn. Hiện tại cái vùng cân bằng của HBG là quanh 29.5 nha anh chị. Cho nên anh chị nào mà mình muốn mua HBG đầu tư trong giai đoạn tới thì cả nhà mình cũng có thể là chú ý HBG khi mà có những cú rung lắc về quanh 29.5. Tiếp theo là VGS anh chị. Ông này thì khá là vừa khỏe còn vừa nhẹ đấy anh chị. Hiện tại thì VGS nó cũng là một cổ phiếu thép mà nó đã bứt phá qua cái đỉnh cũ đầu tiên trong nhóm ngành nha anh chị. Ví dụ mà anh chị mình muốn tham gia cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể là chờ về quanh đâu đấy cái vùng là 27.3 anh chị ha. Càng gần càng tốt. Ví dụ anh chị mình muốn an toàn tuyệt đối thì canh 27.3, còn nếu như mà không canh ke anh chị thì cả nhà mình có thể là mua càng gần đấy càng tốt cả nhà ha, không cần nhất thiết là anh chị mình phải mua đúng cái vùng này, tại vì cái vùng là cái vùng cân bằng thôi. Em chia sẻ cái vùng cân bằng anh chị. Cái vùng cân bằng là giả sử chị mua ở đấy thì nếu mà nó có xuyên qua thì nó lại về đấy. Để mà nói cái vùng cân bằng thì phải nói cái vùng này là cái vùng không rủi ro anh chị ha. Còn nếu mà anh chị mình chấp nhận rủi ro cao hơn thì vẫn có thể là mua hơn cái vùng cân bằng là 1-2% nha anh chị. Hoa Sen thì cũng bắt đầu có những cái tín hiệu là muốn bứt phá qua khỏi kênh giá giảm rồi anh chị. Bây giờ chúng ta chỉ cần là chờ cái tín hiệu bứt phá qua khỏi kênh giá giảm này, hoặc là về Ichimoku nó cần phải nằm trên cái đường Tenkan, thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu nhất định về cái việc đảo chiều của cổ phiếu này cả nhà. Cụ thể cũng giống như Nam Kim anh chị, Nam Kim thì nó khỏe hơn Hoa Sen một tí. Nam Kim đoạn này là chỉ cần nó có những cái tín hiệu nó bứt phá qua 24 và nó test lại 24 thôi thì nó cũng có những cái tín hiệu xác nhận cái việc đảo chiều cả nhà ha. Cho nên nhóm thép thì cả nhà mình lưu ý nha, thép giờ hiện tại cả nhà mình thấy nó hồi rất mạnh anh chị, đặc biệt là anh cả HBG và một con cổ phiếu thứ hai là con VGS. Hai mã này anh chị mình chọn mã nào cũng được. Ví dụ anh chị mình vốn bé thì cả nhà mình có thể chọn con Nam Kim, Hoa Sen hoặc là VGS. Anh chị mình vốn lớn thì cả nhà mình có thể HBG.
Ví dụ như trong nhóm mình thì mình sẽ ưu tiên HBG nhất, tại vì trong nhóm mình cũng có khá là nhiều cái tài khoản lớn anh chị, cho nên mình vẫn ưu tiên một mã cổ phiếu nó có cái sự an toàn, nó có cái sự thanh khoản và nó có một cái tín hiệu kỹ thuật nó tương đối là ok đó, thì mình sẽ ưu tiên HBG nhất. Có anh chị nào mà mình cần hỗ trợ về những con cổ phiếu như Nam Kim, Hoa Sen hoặc là VGS thì mình vẫn ok. Những cái cổ phiếu này thì sẽ ưu tiên là để trong nhóm T cộng cho anh chị lướt lan nó nhanh hơn. HBG là một mã cổ phiếu chúng ta nên đầu tư dài hạn hơn cả nhà ha. Rồi, đó là về nhóm thép anh chị. Tiếp theo là về nhóm bán lẻ. Nhóm bán hiện tại thì về cái đồ thị nó vẫn đang là cái xu hướng tăng trong đa khung thời gian anh chị, kể cả về ngắn hạn và kể cả về trung hạn và kể cả về dài hạn. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì có MWG là một mã cổ phiếu leader cả nhà ha. MWG trong tuần vừa qua thì nó cũng đã bứt phá qua khỏi cái vùng cản cứng ở trong khung tuần rồi. Thì ở cái vùng cản này thì mình đánh giá là con MWG cái cơ hội ở trong ngắn hạn và cái cơ hội cho anh chị mình đầu tư trung hạn nó cũng không còn nhiều nữa anh chị. Để mà chúng ta có những cái điểm vào sắp tới của MWG thì mình vẫn đánh giá là MWG nó cần phải tích lũy lại cả nhà ha. Nhưng mà về nhóm bán lẻ bên cạnh MWG chúng ta vẫn có một con cổ phiếu cũng khá là đáng để chú ý là con DGW anh chị. DGW thì trong tuần vừa qua mình có cho những cái tín hiệu cơ cấu tại quanh cái vùng cản này. Nhưng mà nếu như mà con mà DGW này mà nó có những cái sự tích lũy ở đây và trong khoảng tầm cuối tuần tới ở cái vùng eo mây, nghĩa là cái vùng mà cái kháng cự là yếu nhất đó, mà nó bứt phá lên được thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu để mà tham gia trở lại đối với con DGW nha anh chị. Giữa MWG và DGW thì ở trong thời điểm hiện tại mình đánh giá con DGW nó tốt hơn. Tốt hơn ở đây không phải là về mặt cơ bản hoặc là về cái nội tại doanh nghiệp anh chị, mà tốt hơn ở đây là về cái cân bằng của cổ phiếu. MWG hiện tại nó đang chạy rất mạnh rồi, đang rất mất cân bằng rồi, thì chúng ta cần phải chú ý tới những con cổ phiếu cùng nhóm ngành mà đang có cái sự cân bằng hơn thì cái cơ hội của anh chị mình kiếm lợi nhuận nó sẽ tốt hơn so với các cái cổ phiếu mà nó đã chạy quá nhiều rồi nha anh chị. Đó, cho nên cả nhà mình chú ý DGW nha. Khi mà có những cái tín hiệu cuối tuần nha anh chị, cuối tuần lần sau, cuối tuần này, tuần tới này mà nó có cái sự bứt phá nó vượt qua 61.5 được á, thì khả năng mà DGW nó sẽ quay trở lại nha anh chị ha. Tuần vừa rồi thì nó có những sự bứt phá nhưng mà tuần vừa rồi là do bên trên cả nhà mình thấy là mây nó to quá anh chị, cho nên những cái bứt phá này mình cũng không thể nào mình cho mua đuổi được. Mà tuần tới khi mà mây nó mỏng hơn đó thì nếu mà DGW nó bứt phá được thì nó cũng là những cái tín hiệu để mà tham gia vào cả nhà ha. Cho nên cả nhà mình chú ý. Còn nếu mà anh chị mình không có thời gian chú ý đó, mà cả nhà mình cần có một đội ngũ chú ý cho cả nhà mình thì cả nhà mình có thể là về đội tụi em. Có những cái tín hiệu tham gia thì tụi em sẽ báo trực tiếp với quý anh chị mình ha. Đó là DGW anh chị và về nhóm bán lẻ ha. Tiếp theo là về nhóm chứng khoán anh chị. Chứng khoán thì nó cũng khá là giống cái đồ thị của DGW anh chị. Cũng có thể thời gian tới tầm cuối tuần này hoặc là 7 8 tuần tới như cái đồ thị của index ấy, đó là nó sẽ có một cái vùng eo mây mỏng ở đây anh chị. Cho nên cả nhà mình chú ý nhóm chứng khoán nha. Chứng khoán trong đoạn tới thì ở cái vùng eo mây này nó cũng rất dễ có những cú break lên để mà nó đảo chiều cái xu hướng vừa rồi. Hiện tại thì nhóm mình cả nhà mình thấy hôm nay mình có chia sẻ chỉ một cái tín hiệu là MBS. MBS thì đoạn này mây vẫn đang to lắm anh chị, nhưng mà khoảng tầm 5 phiên nữa nó cũng có sẽ có những cái vùng eo mây mặt cho nên bứt phá sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là SA các bạn anh chị, đoạn này mây trên trời nó to lắm anh chị, nó sẽ lựa những cái thời điểm ví dụ mây mỏng hơn để mà nó bứt phá qua cả nhà ha. Kể cả các con cổ phiếu như VCI hay các bạn anh chị, có một sự đồng thuận là có một cái vùng eo mây nó khá là mỏng ở trong thời điểm là cuối tuần này kéo dài tới tuần tới nha anh chị ha. Đó rồi các con cổ phiếu ví dụ như SHF cũng tương tự anh chị, có một sự thông thoáng hơn ở thời gian cuối tuần này và qua tuần tới. Cho nên nhóm chứng khoán thì cả nhà mình chú ý nha, anh chị nào mình đánh nhóm chứng khoán thích nhóm chứng khoán thì chú ý thật kỹ nhóm chứng khoán ở cuối tuần này và qua tuần tới sắp tới nha anh chị. Đó về nhóm chứng khoán. Về bất động sản thì nó có một cái sự phân hóa nhất định anh chị, ví dụ như Nam Long, KDH đó là hai mã cổ phiếu nó khá tương đồng nhau về cái vận động anh chị. Tiếp theo là PDL với DIG là hai mã cổ phiếu nó tương đồng nhau.
và các cái cổ phiếu đi sau cũng như đất xanh, SEO đó, hoặc là trước đây là có Novaland, nhưng mà trong hiện tại Novaland nó đang dính tới nhiều cái tin đồn quá cho nên là nó không đi theo anh chị. À, thì anh chị mình phải phân biệt rõ ba top cổ phiếu nhóm bất động sản nha anh chị. Ví dụ anh chị mình muốn đánh cổ phiếu nó an toàn trong nhóm bất động sản thì chúng ta có KDH và Nam Long. Nhưng mà anh chị mình phải hình dung như vậy này anh chị. Giả sử như nhóm bất động sản nó vào sóng lớn ấy, thì KDH và Nam Long nó sẽ không có cái sức mạnh mạnh bằng so với cái con cổ phiếu kia. Tại nhà, tại vì KDH với Nam Long thì nó thuộc vào cái nhóm là bất động sản bền vững và sạch sẽ đó, cho nên là chỉ phù hợp với anh chị nào mình có cái ý định đầu tư, anh chị đang đầu tư và muốn lựa chọn những con bất động sản theo khuynh hướng là an toàn. Còn về PDL với DIG, hai mã cổ phiếu này là top 2. Top 2 ở đây thì có thể nói về mặt nội tại doanh nghiệp ở thời điểm tăng thì nó sẽ không bằng, nhưng mà một khi nhóm bất động sản nó vào sóng thì những cái mã cổ phiếu top 2 anh chị nó sẽ chạy mạnh hơn so với các con top đầu. Anh chị mình có thể nhìn lại cái quá khứ năm 2021 anh chị, KDH với Nam Long thực sự là trong giai đoạn trước đấy nó rất mạnh, nhưng mà để mà chạy nhanh và chạy nhiều thì phải nói tới là DIG rồi PDL, đất xanh, rồi SEO anh chị, những cái mã cổ phiếu top sau là những cái mã có cái tính đầu cơ cao cả nhà. Còn cho là hiện tại thì giai đoạn anh chị nó phân hóa anh chị, và dòng tiền hiện tại mình đang cảm giác là nó vẫn ưu tiên những mã cổ phiếu nó có một cái sự chắc chắn hơn về mặt nội tại doanh nghiệp cả nhà. Còn những cái mã cổ phiếu nó chưa có một cái sự an toàn về nội tại doanh nghiệp thì hiện tại dòng tiền vẫn chưa vào quá quyết liệt nhanh chết, cho nên là lựa chọn thì tùy cả nhà mình thôi. Ví dụ muốn đầu tư, muốn an toàn và vẫn muốn đầu tư bất động sản thì KDH và Nam Long. Còn anh chị mà mình cần có một cái sự feel hơn, anh chị mình kỳ vọng bất động sản nó nổi sóng mạnh hơn thì chúng ta có thể lựa chọn DIG, có thể lựa chọn PDR, hoặc là các cái cổ phiếu top 3 là đất xanh và SEO anh chị. Novaland đoạn này thì mình cũng chờ đợi thôi, chờ đợi nó có một tín hiệu đảo chiều chứ chưa có vội bắt đáy sớm ha, chưa có bắt đáy sớm, mặc dù nó cũng về quanh đáy cũ rồi. Khách hàng của mình thì mặc dù mình không có khuyến nghị Novaland anh chị, nhưng mà cũng có một vài khách hàng họ vẫn đang bị kẹt Novaland, cho nên là mình vẫn phải theo dõi cổ phiếu này. Mục đích là giúp cho quý anh chị nào nắm Novaland chúng ta sẽ có một cái phương án xử lý nhất đấy cả nhà ha. Tại vì khuyến nghị thì khuyến nghị thôi, nhưng mà vẫn có những anh chị mình cũng có những khẩu vị đầu tư nó khác với em một tí. Ví dụ như là mình ưu tiên nhất là các cái cổ phiếu nó an toàn đó, ví dụ như KDH, Nam Long vẫn ưu tiên nhất nha anh chị, cùng lắm là chơi những con top 2 là con PDR với DIG thôi đó. Còn như là SEO và đất xanh và Novaland hiện tại thì mình chờ nó có một cái tín hiệu cụ thể về cái sóng ngành bất động sản hơn thì lúc đó tham gia vào nó sẽ feel hơn anh chị ha. Đó, và một vài cổ phiếu nhỏ lẻ khác của nhóm ngành khác mình vẫn đề cập tới quý anh chị mình vẫn nên phải chú ý tới. Đầu tiên là về nhóm thủy sản, cả nhà mình phải chú ý tới VHC anh chị. VHC cả nhà, một cổ phiếu kênh trên, một cổ phiếu kênh trên trong thời gian vừa qua thì nó cũng khá là khỏe anh chị, nó không điều chỉnh bao nhiêu thì chứng tỏ về cái sức mạnh giá của cổ phiếu này nó cũng khá là ok so với thị trường chung. Chẳng qua là ngắn hạn nó tăng quá nhiều, ngắn hạn nó hồi phục nhiều quá so với cái vùng cân bằng, cho nên nó cần và có một sự điều chỉnh lại. Tiếp theo là DGC, nó cũng khá là giống con VHC về cấu trúc, về form giá. DGC này, rồi FPT là con tiếp theo này anh chị. Rồi về nhóm bất động sản khu công nghiệp thì cả nhà mình chú ý IDC giúp cho em nha, chú ý GVN, chú ý con Đồng Phú anh chị. Bắt đầu chú ý thêm các con SSC. Bất động sản khu công nghiệp vẫn là các cái cổ phiếu đang ở kênh trên nha anh chị. Giảm khá là ít nhưng mà hồi phục khá là mạnh. Đương nhiên là hồi mạnh thì chúng ta đánh giá là cổ phiếu mạnh, nhưng mà để mà tham gia mua vào thì chúng ta cũng phải chờ cái vùng cân bằng cả nhà ha, để cho chúng ta có những cái vị thế nó tốt nhất ở trong ngắn hạn và mặt trung hạn luôn nha anh chị. Đó thì đó là những cái dự định sắp tới của mình, cũng là kế hoạch của mình và cái nhận định của mình trong thời gian tới. Anh chị mình thấy phù hợp, anh chị mình thấy hợp lý, anh chị mình thích cái cách tư vấn của mình thì hãy về đội của em Cường nha. Còn không thì cả nhà mình cứ trải nghiệm trước ở trong những cái nhóm cộng đồng, trải nghiệm các cái dịch vụ tư vấn hỗ trợ cùng với Game ITB nha anh chị. Một lần nữa thì mình cũng chia sẻ các cái đặc quyền của nhóm mình ha. Đầu tiên là về cái tín hiệu đầu tư trung dài hạn, tín hiệu trading ngắn hạn, tham gia vào cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhận định cập nhật thị trường liên tục,
cảnh báo rủi ro về cái tỷ trọng tài khoản, và đặc biệt đối với anh chị mình có tài khoản lớn thì nếu mà anh chị mình cần hỗ trợ một một thì mình sẽ dành ra thời gian hỗ trợ cả nhà mình một một nha anh chị, về tín hiệu, về cái tỷ trọng tài khoản, về các cơ cấu danh mục cả nhà ha. Thì đó là cái đặc quyền của nhóm mình ha. Còn nếu mà anh chị mình cần vào những cái nhóm cộng đồng thì vào thông qua các cái đường link mình có để ở phần mô tả, ở phần chat, ở phần bình luận, hoặc là quét cái mã QR code trên màn hình nha anh chị. Đó, ok, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi. Thì cả nhà mình theo dõi xong cũng đừng quên là bấm like, bấm chia sẻ, bấm đăng ký và để lại giúp cho em Cường cái trái tim ở phần bình luận bên dưới nha anh chị. Tạm biệt quý anh chị mình nha. Chúc cả nhà mình có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Bye bye.